Thưa quý vị và các bạn, khi thảm kịch nhân đạo 39 người Việt chết trong container tại Anh đang gây ra sự đau xót vô hạn trong dư luận, thì mới đây một sự việc đau lòng tiếp tục xảy ra tại Hà Tĩnh khi hai lao động của địa phương này tử nạn tại Hàn Quốc sau vụ tai nạn giao thông. Ghi nhận của phóng viên VTC tại Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Hết hạn hợp đồng lao động tại Hàn Quốc sau 5 năm, anh Đinh Văn Thẩm không về nước mà bỏ ra ngoài kiếm việc làm. 8 năm ròng, người mẹ này mong ngóng ngày gặp lại con trai. Thế nhưng lần về này chỉ là một thi thể khi anh Thẩm đã tử vong sau vụ tai nạn giao thông vào ngày 3 tháng 11 vừa qua tại Hàn Quốc. Bạn đi làm về là tự đăng bằng điền cho con gái bạn. Sau đến cái tự nhiên là cháu là cắt điền gậy là nói là bà mẹ ơi cho anh Thẩm chết rồi, nói, vì mà đáng mất chết nói là hai anh em đi tai nạn chết cả hai rồi. Nói rượu là có chứ là bạn cái nửa ngất cái bạn không biết chứ nữa cả. Cách đó khoảng 100 mét là gia đình em Phan Văn Thảo, người gặp nạn cùng anh Thẩm tại Hàn Quốc. Năm 2017, Thảo sang Hàn Quốc làm ngành đánh bắt thủy sản. Sau 10 tháng, do công việc vất vả nên Thảo bỏ ra ngoài tìm việc khác. Sau hơn 1 năm rưỡi thất nghiệp thì Thảo không may gặp nạn. Nhà có 3 anh chị em nhưng cả 3 đều đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc bằng con đường bất hợp pháp. Thứ nhất là tiền nợ của con đi nặng thiếu nữa. Thì tiền đây vay con để đưa thầy Hải con về cùng nắng vay chứ không có tiền, mẹ cha mẹ không có tiền. Được biết, trong quá trình lao động bất hợp pháp tại Hàn Quốc của hai nạn nhân đều gặp nhiều khó khăn khi công việc không ổn định, thu nhập bấp bênh. Chưa thể trả hết nợ chi phí đi thì nay gia đình lại phải vay mượn thêm tiền để đưa thi thể về nước. Xã Cường Gián cũng có một thiếu niên 15 tuổi là nạn nhân trong vụ việc 39 người gặp nạn tại Anh vừa qua. Xã Cường Gián, huyện Nghi Xuân được biết đến là một địa phương nổi lên nhờ chính sách xuất khẩu lao động. Theo con số thống kê thì địa phương này có đến 2.500 người đang lao động tại nước ngoài. Tuy nhiên có đến hàng trăm người là lao động bất hợp pháp. Đây là điểm tối trong bức tranh sáng về chính sách xuất khẩu lao động. Năm 2019 thì địa phương này có đến 4 lao động bị tử nạn tại nước ngoài khi đi bằng hình thức xuất khẩu lao động bất hợp pháp. Và những cái hệ lụy thương tâm này sẽ còn tái diễn nếu chính quyền địa phương không sớm có biện pháp ngăn chặn tình trạng xuất khẩu lao động chui ồ ạt như hiện nay.